Quý khách hàng của nhà tốt đang tìm những cái ngôi nhà mà đi làm thuận tiện theo cung đường Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Hà Đông, Hoài Đức thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà 5 tầng xây mới này, vị trí tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tính từ cái vị trí ngôi nhà này ra tới trung tâm thương mại Aeon Hà Nội chỉ khoảng tầm hơn 1 km, giao thông tiện ích, đi lại ngập tràn và xung quanh thì không thiếu một cái thứ gì mọi người ạ. Ngọc Anh xin giới thiệu tới quý vị một ngôi nhà 5 tầng chuẩn chỉnh, sổ sách 32m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng mới, nằm ở trên mặt ngõ nhà nước, cách với lại 100m là ra tới đường ô tô đi lại. Với thiết kế của ngôi nhà xây mới hoàn toàn, sổ sách riêng biệt từng căn, hồ sơ điện nước riêng biệt từng căn. Ở đây thì có 5 căn, đã bán 3 căn và chỉ còn duy nhất 2 căn. Ngoài anh sẽ quay ngôi nhà này gửi tới cho quý vị với cái hướng nhà là hướng Đông Bắc, thiết kế xây mới vừa hoàn thiện xong cách đây hơn 1 tháng. Và mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Vị trí này thì cách với chợ dân sinh khoảng tầm 200m, tiện ích xung quanh chợ, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ. Từ vị trí ngôi nhà này đi ra tới mặt đường Lê Trọng Tấn, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 1 km, tiện ích, nói chung là không thiếu một cái thứ gì. Và đi lại theo cái cung đường, ví dụ từ vị trí ngôi nhà này quý vị có thể đi làm theo cái trục đường Yêu Môn, đi ra tới Đại Mỗ, Sa Đôi, ra tới Mỹ Đình cũng hợp lý. Mà từ vị trí ngôi nhà này quý vị đi theo trục đường Lê Trọng Tấn kéo dài, đi ra đại lộ Thăng Long cũng rất là hợp lý. Hoặc quý vị từ Lê Trọng Tấn ngược về Hà Đông. Bởi vậy cho nên Ngọc Anh mới chia sẻ là cái vị trí ngôi nhà này thuận tiện cho quý khách hàng đi làm theo cung đường ở Mỹ Đình này, Nam Từ Liêm này, Cầu Giấy này, Hà Đông và Hoài Đức. Ngoài ra nữa, đây là phần tầng 1 của ngôi nhà với phần hoàn thiện 100% xong hết. Về phần gạch lát nền, phần sơn chủ đạo của ngôi nhà từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 toàn bộ thiết kế là màu trắng. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Mặt tiền của ngôi nhà 3m, hơn 3m, 3m4 mọi người ạ. Nên là rất là thoáng. Thiết kế của ngôi nhà là 32m. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt cho quý vị đầy đủ. Hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi. Từng căn sang tên luôn trong ngày, sổ sách chuẩn chỉnh. Đây là cái phần phòng khách được chủ đầu tư thiết kế ốp cho quý vị, một cái vách PVC nano giả đá, thực tế của nó là nhựa mọi người ạ. Tấm nhựa ốp phòng khách, phòng bếp, đấy, rất là hợp lý. Độ bền của nó thì từ 10 đến 12 năm. Thiết kế của ngôi nhà này tương đối là chỉn chu. Giá bán thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả. Đường hướng vị trí em cũng để cụ thể ở dưới phần miêu tả, dưới phần bình luận cho quý vị. Đây là phần phòng khách và đây là phần không gian phòng bếp. Với phần phòng bếp hoàn thiện cho quý vị xong hết rồi. Ở ngôi nhà này thì nó được thêm một ô thoáng đằng sau này ở phần bếp mọi người ạ. Đấy, mở cửa lấy ánh sáng cũng như nếu như mà nấu ăn mở ra cũng rất là thoáng. Phần tủ bếp, thiết kế toàn bộ tủ bếp ở đây là tủ gỗ MDF chống cong vênh cho quý vị. Xung quanh bếp thì là ốp, ở đây là ốp gạch. Mặt bếp thì ốp đá granite. Gần như là cái ngôi nhà này nội thất rồi là cơ bản xong hết cho quý vị. Chậu rửa, vòi rửa đây mọi người có thể nhìn thực tế. Phụ kiện bếp chất liệu inox 304. Chậu rửa, vòi rửa sáng loáng lắm mọi người ạ. Đấy. Điện, nước xong hết rồi. Điện thì sử dụng điện lực EVN Hà Nội và nước thì sử dụng nước sạch sông Đà. Riêng biệt từng căn. Tất cả những căn nhà xây hình thức như thế này thì toàn bộ là tường riêng, cột riêng và móng riêng, cho nên quý vị hoàn toàn yên tâm. Phần tầng 1 ngoài cái phần phòng khách này, phòng bếp này, ở đây phần phòng khách chủ nhà có thiết kế cho quý vị ở đây một cái ô để tủ lạnh. Tủ lạnh này quý vị có thể lắp đặt tủ lạnh side by side ở đây thoải mái. Đó, và có một cái vách CNC để ngăn cách giữa cái phần phòng khách và phần phòng bếp. Đầu thời ở đây có vách gỗ ngăn cách giữa phần cầu thang và phần cửa chính quý vị nhé. Hệ thống trần thạch cao thiết kế cho quý vị xong xuôi. Thiết kế thêm một phòng vệ sinh ở dưới tầng 1 được sử dụng cho tầng 1. Đầy đủ về bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Toàn bộ cổ trụ, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5. Thiết kế toàn bộ là gỗ và mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 của ngôi nhà. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà, xem ngôi nhà 5 tầng thiết kế ra sao. Dạ vâng, thưa quý vị, tất cả các phần hành lang mà cầu thang thì đều có một cái ô cửa sổ thoáng để lấy không khí cũng như là cái ánh sáng vào khu vực cầu thang. Trên phía tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà
thiết kế cho quý vị như sau. Mỗi một tầng gồm một phòng ngủ rộng, thực tế như ở trên video. Căn nhà này được ưu điểm đó là mở được cái cửa bên cạnh nữa, tương đối là thoáng. Phòng ngủ thì vuông vắn, ngôi nhà này thì mặt tiền 3m4, mặt hậu 3m4, rất là thoáng quý vị nhé. Vuông vắn, không lỗi phong thủy gì cả. Mọi người yên tâm, không gần đình chùa miếu mạo. Thực ra ấy, với những ngôi nhà nếu như mà có gần đình chùa, ngay sát đình chùa thì Ngọc Ánh cũng chia sẻ luôn để quý vị có thể nắm bắt cũng như tham khảo. Quý vị nào có cảm thấy là hợp với cái phong thủy đấy thì quý vị đi xem và chốt. Với cái phòng này ấy, thì cửa sổ hai lớp, cả hai bên đều thiết kế cửa sổ hai lớp, bên ngoài là nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện màu trắng. Đó, ống chờ dây chờ áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng lắp đặt cho quý vị đầy đủ, gạch lát nền kích thước gạch 60-60, còn sơn như Ngọc Ánh đã chia sẻ từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, thiết kế toàn bộ của ngôi nhà này là màu trắng cho nên vào trong không gian phòng tương đối là thoáng. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ mọi người nhé. Và đây là phần phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài cho phần tầng 2. Phòng vệ sinh rất là rộng, thiết kế đầy đủ công năng, thiết bị vệ sinh cho từng tầng, đầy đủ bồn cầu, hệ thống sen tắm, hệ thống sen cây tắm. Phòng vệ sinh rất là rộng, chủ nhà ốp toàn bộ gạch 30-60 lên trên tới tận trần cho quý vị. Lavabo đây, đó, gương tắm đầy đủ và cửa nhà vệ sinh thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời quý vị theo chân nói lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Dạ vâng, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà thiết kế giống hệt nhau. Mỗi một tầng, một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Như vậy, với ngôi nhà 5 tầng này thiết kế cho quý vị công năng sử dụng là 3 phòng ngủ rất là rộng. Đây, rất là rộng. Phòng ốc thì vuông vắn. Với những cái phòng vuông thì bên nội thất có lắp đặt giường, tủ cũng như là mọi thứ đều rất là hợp lý, dễ kê đồ đạc mọi người ạ. Với vị trí ngôi nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, rất là đông luôn. Đứng từ vị trí ngôi nhà, nhìn thấy Vinhome Smart City, nhìn thấy trung tâm thương mại Eomon Hà Đông. Thuận tiện, với những cái vị trí này thì không phải nghĩ luôn là bệnh viện, chợ, trường, phường, trạm đầy đủ. Quan trọng là giá bán, quan trọng là vị trí, quan trọng là cung đường đi làm của từng khách hàng. Phòng vệ sinh tầng 3 sử dụng tương tự như tầng 2. Nói chung tầng 2, tầng 3 và tầng 4 thiết kế giống hệt nhau. 3 phòng ngủ rộng, rất là nhiều quý khách hàng thích là mỗi một tầng thiết kế một phòng thôi cho phòng rộng, bởi vì với những cái hộ gia đình như thế thì ít người mọi người ạ, cho nên không thích một tầng chia hai phòng. Bởi vì nếu như mà diện tích tầm 35-36m thực tế mà chia hai phòng thì nó không quá lớn, nó sẽ dành cho gia đình nhiều thế hệ ở hoặc là nhiều người ở thì nó sẽ phù hợp hơn. Và mời quý vị theo em lên tầng 5, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Dạ vâng, đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với tầng 5 thiết kế cho quý vị ở đây. Khu vực để máy giặt. Tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5, thậm chí là tầng 1 đều được thiết kế ô cửa sổ này vô cùng thoáng, mở ra cực kỳ là hút gió nha quý vị. Và phía tầng 5 thiết kế cho quý vị như sau. Đây là một phòng thờ riêng sử dụng cho ngôi nhà, độc lập, riêng biệt, cửa sổ thông thoáng. Mở cửa này ra thì vô cùng thoáng mọi người ạ. Và vẫn có cửa chính đây. Đồng thời sân phơi siêu rộng. Đây, thực tế nếu như đứng ở vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh xin chia sẻ thật sự với quý vị, trước mặt chúng ta nếu tính theo đường chim bay, nó chỉ khoảng tầm 500m là tới trung tâm thương mại Eomon. Bên cạnh là Vinhome Smart City, tiện ích xung quanh ngập tràn, xung quanh hàng xóm đông đúc. Với vị trí này thì sổ sách chuẩn chỉnh, Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi. Giá bán thì chỉ hơn 3 tỷ một chút thôi. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin cụ thể, chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, đi xem nhà thực tế thì vui lòng liên hệ với lại nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888 041 444. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.